Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Chuyện Ma Chú Ba Duy. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện ma thật là hấp dẫn nha. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với những câu chuyện ma của tất cả các bạn khán giả đã gửi về cho kênh của Duy kể lại. Những bạn nào có chuyện ma muốn gửi về cho Duy kể, các bạn có thể gửi về Gmail cũng như là gửi qua cái số điện thoại Zalo đang hiện trên màn hình này nha mọi người. Duy cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chuyện hôm nay rất là hay nha. Câu chuyện mà Duy gửi tới cho mọi người ngày hôm nay là một câu chuyện rất là hay, khá là dài về những cái trải nghiệm tâm linh rất là ghê của một cô gái tại An Giang. Liệu thì hồi đó giờ mọi người có nghĩ khi mà người thân của mình mất đi á, người ta thương mình quá thì người ta chỉ phù hộ mình thôi đúng không? Nhưng mà trong câu chuyện của bạn này á, sau khi mà ông bà nội của bạn mất đi, do là hai ông bà thương bạn quá mất đi, thành ra hai ông bà cứ hiện về hoài bắt bạn đi cho bằng được mới thôi. Còn diễn biến câu chuyện nó như thế nào á thì chúng mình cùng bắt đầu nha. Câu chuyện hôm nay Duy được gửi về từ một bạn gái ở Long Xuyên, An Giang. Bạn nói thì bạn đã nghe những câu chuyện ma của Duy từ cái ngày mà Duy mới up câu chuyện đầu tiên rồi đó. Cho nên sau khi mà nghe Duy kể lại, bạn đã quyết định kể cho mọi người nghe những cái câu chuyện tâm linh xoay quanh cuộc đời của bạn. Bây giờ là câu chuyện thứ nhất, một câu chuyện về vong hồn của ông bà nội bạn. Bạn nói thì từ hồi nhỏ bạn đã sống chung nhà với ông bà nội rồi. Lúc đó thì ông bà nội ở dưới Long Xuyên, còn mẹ bạn thì ở chung với ông bà ngoại ở trên tỉnh biên lận. Do là ông bà nội chỉ có bạn là cái đứa cháu nội duy nhất thôi, thành ra hai ông bà rất là cưng luôn nha. Hồi đó khi mà sống chung với ông bà nội á, thì bạn mến ông nội hơn, cũng như ông nội cũng rất là thương bạn. Ông nội là một người rất là tiết kiệm nha, nói chung ở trong nhà mua sắm cái gì á, cũng phải đắn đo rất là nhiều. Thậm chí mỗi lần á, bà nội đi mua một cái trái dưa hấu thôi đó, ông nội ổng không chịu, ổng còn la bà nội nữa kìa. Nhưng mà còn bạn thì không. Từ cái ngày còn nhỏ đó, bạn muốn mua cái gì ông nội cũng mua cho hết. Nói chung ông nội rất là cưng luôn, muốn cái gì là có cái đó. Ông nội thương bạn tới nỗi á, cho tới cái ngày mà ông nội sắp mất á, ông nội đã lo chu toàn cho cái tương lai sau này của bạn luôn nha. Mặc dù ông nội cũng có rất là nhiều đứa cháu ngoại khác nữa. Hồi đó ông bà nội ngủ riêng, cho nên tối nào bạn cũng đòi ngủ với ông nội không à. Ít khi nào bạn ngủ với bà nội lắm, mà hầu như không có đêm nào bạn ngủ với bà nội cả. Bà nội thì cũng rất là thương, cho nên cũng có nhiều đêm á, bà nội mới năn nỉ, bà nội mới kêu là thôi, bữa nay qua ngủ với bà nội một đêm đi. Mặc dù bà nội cũng rất là thương, nhưng mà bạn mến ông nội hơn kìa. Khi mà thấy bà nội kêu qua ngủ chung với bà nội quá trời á, thì bạn cũng quyết định đi ngủ chung với bà nội. Nhưng mà không hiểu sao, mỗi lần ngủ chung với bà nội á, thì bạn ngủ không có được. Bạn cứ quậy tới quậy lui, quậy sáng đêm vậy đó. Cho nên là cuối cùng ông nội mới quyết định nó là ngủ chung với bạn hoài luôn, không có cho bạn ngủ chung với bà nội nữa. Tại vì mỗi lần ngủ chung với ông nội á, bạn ngủ rất là ngoan, không hề quậy quạng gì hết luôn. Cho nên đó là tuy mặc dầu không có được ở chung với cha mẹ, nhưng mà cuộc sống của bạn rất là hạnh phúc, tại vì bạn được ông bà nội rất là cưng. Tuy nhiên cho tới khoảng năm bạn học lớp 7 á, thì ông nội bị ung thư gan và ông nội mất. Trước cái ngày mà ông nội mất á, ông nội cũng đã tính toán rất là kỹ lưỡng để mà lo cho tương lai của bạn sau này nha. Tại vì trước cái ngày đó, ông nội đã sắp xếp sẵn tiền hết trơn rồi, chuẩn bị đưa cho cha mẹ bạn tới 200 triệu để mà cho bạn sau này làm vốn để mà làm ăn. Bên cạnh đó, bạn nói cái thời đó thì cái máy tính để bàn nó rất là có giá trị luôn. Ông nội cũng đã sắm trước cho bạn nguyên một cái bộ máy vi tính để bàn, bao gồm bàn phím nè, rồi cái màn hình. Thậm chí ông nội còn mua cho bạn nguyên một cái bàn để mà để cái máy vi tính đó lên luôn á. Khi mà mua xong cái bàn máy vi tính, ông nội còn mua thêm cho bạn một cái chiếc xe đạp để mà đi học nữa. Do là lúc đó còn nhỏ mà, cho nên bạn chỉ mừng thôi, chứ bạn không có nghĩ được gì nhiều. Nhưng mà cho tới khi sau này lớn lên á, thì bạn mới biết được, đó là cái món quà chỉ có duy nhất bạn được nhận thôi. Những cái đứa cháu ngoại khác của ông nội không có đứa nào được nhận hết. Nói sơ về nhà của ông nội bạn ngày xưa, thì hồi đó nhà của ông nội bao gồm một cái nhà chính khá là lớn. Kế bên cái nhà này là một cái dãy trọ gồm 8 phòng trọ. Sau này khi mà ông nội mất, ông nội có chia làm hai ra để mà cho cha với mẹ của bạn, cũng như là cho cái người cô thứ năm. Trước cái ngày mà ông nội mất, ông nội đã quyết định chia cho cái người cô thứ năm ở cái ngôi nhà chính đó. Còn cha với mẹ của bạn thì ông nội cho nguyên một cái dãy nhà trọ cùng với một cái mảnh đất trống
phía sau cái dãy nhà trọ đó để mà có vốn làm ăn, cũng như là để trồng trọt ở cái mảnh đất phía sau đó. Và do là cô Năm, bả được chia phần cái căn nhà chính đó, cho nên là cô Năm phải có nhiệm vụ phụng dưỡng bà nội sau khi mà ông nội mất. Cái thời gian đầu thì hoàn toàn bình thường, tại vì sau khi mà ông nội mất, bà nội vẫn còn khỏe mạnh. Cho nên mỗi ngày bà nội có thể đi ra đi vô trong nhà rồi làm những cái việc lặt vặt thôi. Tuy nhiên cho tới khoảng 2 năm sau thì bà nội bắt đầu yếu dần và không thể nào đi tới đi lui được nữa. Cho nên lúc này, mỗi khi mà bà cô Năm bà đi làm, bà sẽ khóa trái cửa lại, không có cho bà nội đi ra ngoài nữa. Tại vì bà nói bà nội không có còn đi ra ngoài để mà trông coi nữa, cho nên bà phải khóa cửa lại, sợ ăn trộm nó vô, bà nội bà không có biết. Bạn nói, người trẻ bình thường như chúng ta, mỗi lần cúp điện chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi, mình nằm là mình đã chịu không nổi rồi. Huống gì ngày đó, bà nội ngày nào cũng phải nằm một mình, nằm suốt một ngày trong cái căn nhà được khóa kín cửa như vậy đó, thì thử hỏi làm sao mà chịu nổi. Bà nội phải chịu đựng trong suốt 2 năm trời như vậy, ở trong nhà bị khóa cửa, không có tivi, không có quạt gió, nói chung không có cái gì hết trơn á, tại vì cô Năm bà đi làm á, bà tắt hết trơn rồi. Cho nên sau khi mà lớn lên á, bạn nghĩ lại thì tự nhiên bạn thấy thương bà nội quá. Chắc là hồi thời gian đó bà nội cô đơn dữ lắm. Mỗi buổi sáng đi làm á, thì cô Năm bà khóa cửa lại. Ở trong nhà ngày nào mà bà nội bà đói bụng á, bà mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn ha. Cô Năm mà về bà biết được á, bà la bà nội dữ lắm luôn. Thường á thì buổi sáng cô Năm bà đi làm, tới trưa bà đã làm về rồi. Khi mà đi làm về á, bà mới bới đại một cái chén cơm, bà đưa cho bà nội á, rồi kêu bà nội đi ra một cái góc nào đó ngồi ăn một mình. Còn cô Năm á, thì bà lên bàn lớn để mà ngồi bà ăn cơm. Thời gian đầu bà nội còn mạnh giỏi á, thì bà nội còn tự ăn được. Nhưng mà khoảng một thời gian sau á, bắt đầu bà nội yếu dần rồi, cho nên là không thể nào mà tự múc cơm ăn được. Mỗi lần múc cơm ăn á, thì cơm nó đổ tháo rất là nhiều. Thấy như vậy á, cô Năm bà rất là bực. Trời ơi, bà chửi rất là dữ luôn. Nói chung á, thì thời điểm đó bạn cũng thấy được cái cảnh á, cô Năm thường xuyên la mắng bà nội luôn. Nhưng mà bạn còn nhỏ mà, bạn đâu có thể làm gì hơn đâu. Thành ra là cứ tranh thủ hôm nào đi học về sớm á, là sẽ chạy qua bên nhà của cô Năm để mà đút cơm cho bà nội ăn. Nhưng mà mỗi lần qua bển đút cơm á, cô Năm bà la bạn, bà không có cho. Bà nói á, mày tự để cho bà nội múc cơm ăn đi, chứ bây giờ cứ đút hoài vậy á, rồi mai mốt không có ai rảnh rồi ai đâu mà đút hoài. Do là hồi đó còn nhỏ quá, cho nên cô Năm bà la như vậy á, thì bạn cũng nghe theo thôi, chứ có biết làm gì đâu. Nhưng mà lâu lâu á, vẫn ráng qua để mà đút cơm cho bà nội ăn. Mỗi lần qua thấy cô Năm bà đang đút cho bà nội ăn á, thì bạn rất là xót. Tại vì mỗi lần bà đút cho bà nội á, bà đút rất là nhanh luôn. Thiếu điều giống như hả, mỗi lần bà múc một muỗng chả bá vậy nè, đưa cho bà nội nhai. Mà bạn để ý nha, thấy bà nội nhai kiểu giống như là ráng ăn cho hết á, ráng nuốt vô á, nhưng mà thật sự đâu có thể nào mà nuốt nổi một cái muỗng cơm lớn như vậy đâu. Nói chung cái cảnh này á, nó y chang trong những cái clip mà bảo mẫu bạo hành trẻ em á mọi người. Trong khi mỗi lần bạn qua đút cho bà nội á, bạn đâu có dám đút nhiều đâu, đút mỗi lần chút vậy nè cho bà nội bà dễ ăn. Mỗi khi mà đút một muỗng xong á, bạn phải ngồi đợi cho bà nội nhai hết cái muỗng này bắt đầu mới dám đút cái muỗng sau. Thành ra mỗi lần mà thấy bạn đi qua đút cơm á, bà nội rất là mừng luôn. Có nhiều lần những cái cô khác của bạn á, đi qua để mà thăm bà nội á, bạn cũng lén qua để mà đút cơm cho bà nội. Mỗi lần mấy cô đó cho tiền bà nội á, bà nội dúi tiền vô tay của bạn vậy nè, bà nội cho hết, bà nội không có lấy tiền. Trong nhà của bạn á, thì cũng còn rất là nhiều cô chú khác nữa. Sau khi mà thấy cô Năm hành hạ bà nội như vậy á, thì những cái lần cô Sáu qua thăm bà nội á, cô Sáu cũng đã ngỏ ý là sẽ đưa bà nội về nhà để mà nuôi. Tại vì nhà của cô Sáu á, cách chỗ này chỉ có khoảng 1 cây số thôi hả. Sau nhiều lần đi qua thăm bà nội như vậy á, cô Sáu cũng đã quyết định đưa bà nội về nhà để mà nuôi. Nói cái tiếng nuôi vậy thôi á, chứ có ngày nào bà đút cơm cho bà nội đâu. Thường xuyên là cô Sáu bà kêu bạn á, đi qua bên nhà bà để mà đút cơm cho bà nội đi. Mỗi buổi sáng trước khi mà đi học á, 6 giờ rưỡi sáng là bạn phải qua đút cơm cho bà nội. Trưa cũng chạy về qua đó đút cơm. Nhiều khi buổi chiều á, còn phải tắm cho bà nội nữa kìa. Thời điểm này á, là bạn đã học lớp 9 rồi nha, cho nên cũng đã lớn lớn rồi. Mỗi lần qua như vậy á, thì chú Sáu ổng có mời bạn ăn cơm. Bạn cũng ngồi xuống ăn cơm, rồi chú Sáu mới kêu là con lấy chuối ăn đi. Bạn bước lại cái nải chuối á, bạn định bẻ trái chuối ăn á, thì chú Sáu ổng mới nói vậy nè. Ổng mới kêu á, mấy cái trái chuối mà thâm đen á, con lấy ăn trước đi, để mấy trái chuối kia ăn từ từ cũng được. Sau khi mà nghe câu nói đó thì bạn cũng đã phần nào biết được hai vợ chồng của cô Sáu không phải là những cái người tử tế đâu.
Nhưng mà đúng thật là như vậy mọi người. Đem về nuôi mới có được một tháng à. Rồi cô Sáu cũng trả bà nội. Bà nói bà nuôi không có nổi. Bây giờ trả bà nội về nhà của cô Năm nuôi lại đi. Đó thì bà nói vậy rồi biết làm sao giờ. Cũng phải chở bà nội về ngược lại nhà của cô Năm. Lúc này thì cái người đút cơm cho bà nội mỗi ngày cũng chính là bạn chứ ai. Cái thời điểm khi mà đưa bà nội trở về nhà cô Năm á, thì mỗi ngày bà nội té lên té xuống rất là nhiều. Tại vì thời điểm này á, bà nội yếu dữ lắm rồi. Do là nhà của bạn với nhà cô Năm sát bên à, thành ra mỗi khi bà nội té đó, bà nội cũng ráng la lên để mà kêu bạn á, chạy qua đỡ bà nội lên. Mỗi lần như vậy á, thì bạn mở cửa ra đi vô đỡ bà nội lên. Tại vì bạn nói á, cô Năm có cho bạn một cái chìa khóa xe cua để mà mở cửa mỗi khi bà nội cần. Nhưng mà làm xong á, phải khóa cửa lại nha, không có được mở cửa ra. Khi mà đọc câu chuyện này tới đây á, mặc dù bạn không có nói nhưng mà Duy cũng không hiểu một chi tiết á, là tại sao nhà cha với mẹ của bạn kế bên mà cha mẹ bạn lại không nuôi bà nội. Không biết là có một cái lý do gì hay không, tại vì bạn không có nói nha, cho nên Duy thắc mắc vậy thôi. Mỗi lần bà nội té, bạn đỡ bà nội lên á, thì bạn thường xuyên nghe bà nội nói một câu gì nè. Bà nội mới nói á, sau này mà bà nội có mất á, con đi theo bà nội nha. Bẵng đi một khoảng thời gian tầm khoảng 2 năm sau á, thì bà nội cũng mất, tại vì bà nội quá yếu. Sau khi bà nội mất á, mọi người cũng làm đám tang bình thường thôi. Nhưng mà cho tới khoảng 1 tháng sau á, cái lần đó thì bạn lại nằm chiêm bao một cái giấc mơ rất là lạ kỳ luôn. Bạn thấy bà nội hiện về bắt bạn đi. Trong cái giấc mơ đó thì bạn mới thấy bạn đang ở bên nhà cô Năm chơi với hai đứa con của cô Năm ở bển á. Bạn đang đứng trong nhà chơi gì nè, thì trong cái vía của bạn á, bạn mới thấy trong nhà tắm có bóng của ai á, đang đứng trong đó để mà tắm. Cái bạn mới đứng chỗ cái nhà tắm á, bạn mới hỏi vô, bạn hỏi là ủa ai ở trong dạ. Thì bất ngờ lúc này có một cái người mở cửa nhà tắm ra. Người này mới nói á, bà nội nè con, bà nội về á, dẫn con đi nè. Lúc này á, ở trong cái tiềm thức của bạn á, bạn biết là bà nội của mình á, đã chết rồi. Tại sao bà nội lại đứng trước mặt của mình như vậy? Cho nên bạn rất là sợ. Thành ra bạn mới chạy thẳng thật là nhanh, chạy ra ngoài cổng càng nhanh càng tốt. Nhưng mà trong lúc bạn chạy á, bạn thấy bà nội ở phía sau á, cứ nắm cái cổ tay của bạn vậy nè. Bà nội mới nói á, bà nội nè con đừng có sợ bà nội. Con không biết hả, con mới vừa bị xe tải cán chết đó. Bà nội nè, đừng có sợ bà nội. Cũng vẫn còn đang trong giấc mơ luôn nha. Khi bạn thấy bạn chạy ra tới ngoài cổng nhà cô Năm rồi á, thì bất ngờ lúc này cô Năm bà tự đâu á, bà chạy xe về. Bà mở cổng mà bà hớt ha hớt hải gì nè. Bạn cũng kêu cô Năm, nhưng mà giống như cô Năm đang không biết cái sự hiện diện của bạn vậy đó. Mặc dù bạn đang đứng chỗ cái cổng mà. Bạn mới thấy cô Năm á, bà mở cửa mà bà la làng lên. Bà mới kêu tên mẹ của bạn. Bà mới kêu là Huệ Huệ, con Nhung con của mày á, nó bị xe tải cán chết ngoài đường rồi kìa. Mày hay chưa, mày chạy ra ngoài lẹ đi. Trời ơi, lúc này bạn mới nghĩ lại, ủa mình chết rồi hả? Ủa mình mới bị xe tải cán chết hả trời? Trong lúc mà đang bàng hoàng suy nghĩ như vậy á, bạn mới sực nhớ bà nội vẫn còn đứng sau lưng của mình á. Bà nội mới nói á, con thấy chưa, bà nội nói đâu có sai đâu. Con mới vừa bị xe tải cán chết rồi đó. Cho nên bà nội mới về á, dẫn con đi gặp ông bà nội nè. Mà bạn nói á, chỉ trong chốc lát thôi, có khoảng 1-2 giây sau thôi, khi bà nội nói câu đó xong á, bà nội nắm cái tay của bạn, hai bà cháu xoay một vòng thôi á, là bạn thấy bạn đang ở trong cái căn nhà cũ. Lúc đó khi mà nhìn xung quanh á, thì bạn đã thấy bạn cùng với bà nội á, đang đứng trong cái ngôi nhà cũ mà ngày xưa bạn với ông bà nội sống chung với nhau, cũng chính là cái nhà chính mà cô Năm đang ở hiện tại đó. Cái vía của bạn thấy á, bà nội dẫn bạn đi vô nhà bằng cửa sau, chứ không phải đi bằng cửa trước. Mà bà nội nắm tay bạn đi vô nhà, cái kiểu lén lút dữ lắm luôn. Bà nội mới nói á, con đi từ từ thôi nha, đừng có để cho ông nội biết. Nhưng mà không hiểu sao, bạn cứ đi từ từ một hồi cái bạn ra ngoài phòng khách. Bạn đứng ngoài phòng khách á, thì một hồi bạn mới thấy ông nội từ ở đâu á, mới bước từ cửa chính đi vô nhà. Giống như là ông nội vừa mới đi công việc về vậy đó. Tại vì bạn thấy á, ông nội mới vừa treo cái nón với lại cái áo khoác ở trên sào. Bạn thấy ông nội vừa bước vô nhà, ông nội thấy bạn thì ông nội rất là bất ngờ. Ông nội mới hỏi là ủa con đi đâu vô đây vậy? Thì bạn mới trả lời, bạn nói là dạ bà nội dẫn con vô đây. Tại vì bà nội nói con á, vừa mới bị xe tải cán chết rồi, cho nên bà nội dắt con vô đây để mà gặp ông nội nè. Khi mà nghe bạn nói xong như vậy, bạn thấy ông nội rất là tức giận nha. Ông nội mới nạt thẳng vô mặt của bạn.
ông nội mới hỏi á, ủa ai nói với con vậy? Thì bạn nói là bà nội nói với con chứ ai. Chưa kịp nói thêm câu nào, ông nội mới cầm tay của bạn, dắt tay của bạn thẳng ra ngoài nhà trước. Khi mà ông nội dẫn bạn ra tới ngoài nhà trước rồi á, thì lúc này bạn mới thấy ông nội gọi hai cái người rất là đen, mà hai cái người đàn ông này đen xì à, nhìn không có rõ mặt. Ông nội mới nói với hai người đó, con bé này nó còn sống, trả nó về trển đi, canh đừng có cho con bé này xuống đây nữa nha. Rồi tự nhiên bạn mới thấy hai người đó cầm tay của bạn dắt đi đâu. Một lúc sau thì bạn thấy bạn đã tỉnh dậy rồi. Giống như hồi nãy giờ bạn đang trải qua một cái giấc mơ rất là dài vậy đó. Mà bạn nói nha, bạn vừa thức dậy thôi thì cơ thể của bạn nó sợ tê tái luôn á. Bạn đổ mồ hôi ướt gói ướt mền luôn. Kể từ cái ngày hôm đó, bạn nhớ lại cái lời của bà nội nói là mình bị xe tải cán chết rồi. Cho nên bạn đâu có dám đi ra ngoài đường lớn đâu. Đi học thì toàn đi đường tắt không à. Chạy xe ngoài đường mà gặp xe tải, bạn nép vô lề sợ muốn chết vậy đó. Rồi bạn đi khoảng 2 tuần sau, bạn tưởng đâu là sẽ không bao giờ thấy những cái giấc mơ đó nữa. Nhưng mà không, 2 tuần sau bạn lại thấy bà nội trong giấc mơ nữa nha. Lúc này thì bạn thấy bạn đang ở ngoài công viên, nhưng mà khung cảnh nó âm u lắm, ghê dữ lắm. Chỗ đó thì nó có một cái cây cầu tuột á, là cái cầu tuột cho mấy đứa con nít chơi đó. Bạn mới thấy là bà nội đang đứng trên đó. Mà bạn nói nha, cái cầu tuột này nó cao chắc tầm khoảng 2 mét á. Bạn đứng ở dưới, bạn mới thấy bà nội đang ngoắc tay của bạn kêu là con lên đây với bà nội đi. Bạn cũng trèo lên. Bạn trèo lên tới trên đó, cái bạn nghe bà nội nói là con nhảy xuống đây đi, con nhảy xuống đây để mà con chết đi, rồi bà nội dẫn con đi theo. Rút kinh nghiệm từ cái giấc mơ lần trước, lần này sau khi nghe bà nội nói câu đó là bạn hoảng hồn rồi. Bạn mới bỏ chạy, chạy quá thì chạy luôn, vừa chạy vừa niệm Phật vậy nè. Thành ra khi mà tỉnh dậy, bạn còn la á á trong miệng. Lúc đó thì cha mẹ mới nghe, nhưng mà chỉ tưởng đâu là bạn bị ác mộng bình thường thôi. Cho tới sáng thì bạn cũng kể lại cái giấc mơ này cho cha với mẹ nghe, nhưng mà cha với mẹ cũng ừ, tại vì họ không có tin gì mấy. Mặc dù là cha mẹ của bạn không có tin, nhưng mà bạn rất là tin, sợ dữ lắm nha. Sợ là không biết bà nội có bắt mình đi thiệt hay không. Cho tới một tháng sau, bạn lại tiếp tục gặp ông bà nội nữa. Nhưng mà lần này đỡ hơn, tại vì cái khung cảnh trong giấc mơ lúc này nó có phần sáng sủa hơn nha. Bạn mới thấy bạn đi ngang một cái ngôi nhà. Ngồi trong nhà là ông bà nội của mình đang ngồi trước cái băng ghế đá của ngôi nhà đó. Cái ngôi nhà này cũng khá là đẹp. Ông nội bà nội ngồi trên một cái ghế đá, ở phía trên có một cái dàn bông giấy nữa. Nói chung khung cảnh cũng nên thơ dữ lắm. Nhưng mà nhìn thấy ông bà nội, bạn không dám vô. Tại vì bạn nhớ tới 2 giấc mơ lần trước, bạn ớn dữ lắm. Cho nên là bạn mới đứng ở ngoài, bạn mới thập thò bạn nhìn vô. Thì ông nội mới ngoắc bạn vô. Ông nội mới nói là vô ra với ông nội nè, lần này là nội không có dám bắt con đi nữa đâu, con đừng có sợ. Tại vì bạn thấy ông nội la bà nội rất là nhiều, rồi bạn cũng đi vô để mà ngồi chơi với ông bà nội luôn. Nhưng mà bạn vừa ngồi xuống thôi, chưa kịp thấy gì nữa hết thì bạn lại giật mình tỉnh dậy rồi. Cho nên cái giấc mơ lần đó nó không có được trọn vẹn gì mấy. Nói chung thì sau cái giấc mơ ngày hôm đó, bạn cũng rất là sợ chứ không phải là không. Nhưng mà đỡ sợ hơn 2 cái giấc mơ lần trước rất là nhiều. Sau đó thì bạn mới nghĩ lại, chắc là do ngày còn sống bà nội cô đơn, buồn tuổi, với lại chỉ có mình ơn bạn là nhẹ nhàng với bà nội thôi. Cho nên bà nội thương nhớ bạn quá, bà nội mới về muốn bắt bạn đi như vậy. Sau khi mà nghĩ như vậy thì bạn không có trách bà nội xíu nào cả. Và kể từ cái giấc mơ lần đó, nguyên một khoảng thời gian dài bạn không còn thấy ông bà nội nữa luôn. Cho tới 2-3 năm sau, lúc này bạn vẫn thấy bà nội. Nhưng mà bà nội về, bà nội nói là thèm canh chua, kêu bạn là nấu canh chua cúng cho bà nội đi. Lúc đó thì bạn đi học ở Cần Thơ rồi, đâu có ở nhà đâu. Cho nên bạn mới điện về cho mẹ là kêu mẹ nấu canh chua rồi cúng cho bà nội ăn đi. Về sau thì bạn không còn thấy bà nội nữa. Nhưng mà cứ hễ những người thân trong dòng họ của bạn ai mất là bạn đều thấy họ về nói chuyện với bạn, giống như là bạn có duyên với họ vậy đó. Cũng giống như hồi một năm trước, cái lần mà ông ngoại của bạn mất, bạn cũng thấy ông ngoại về và hai ông cháu nói chuyện với nhau luôn. Trong cái ngày mà ông ngoại mất, có một người con ruột của ông ngoại không có về kịp để mà nhìn mặt của ông ngoại lần cuối. Cho nên 3 ngày sau khi mà ông ngoại mất, bạn lại nằm chiêm bao. Trong cái giấc mơ, bạn mới thấy ông ngoại đang nằm mà mất rồi nha, giống như là cái xác đang nằm ở trên giường để mà chuẩn bị tẩn liệm đó. Trong cái vía của bạn thì bạn thấy ông ngoại đang nằm phía trước mặt của mình là cái xác của ông ngoại chuẩn bị liệm rồi.
bạn mới vừa quay qua bên kia thì bạn thấy bên giường bên kia là hồn của ông ngoại đang ngồi bên đó. Bạn biết luôn là ông ngoại đã mất rồi. Bây giờ cái người trước mặt của mình là hồn của ông ngoại. Lúc đó thì bạn cũng gan, bạn cất tiếng lên để bạn hỏi ông ngoại luôn. Tại vì thời điểm đó, cứ hễ ai trong gia đình dòng họ mất á, là bạn gặp người ta à. Cho nên bạn cũng gan lắm. Bạn hỏi ông ngoại là, ủa ông ngoại, sao ông ngoại mất rồi mà bây giờ ông ngoại còn ngồi đây? Thì ông ngoại mới trả lời á, Tao đợi dì ba của mày về. Tại vì tao mất mà tao chưa có thấy nó về nữa. Nó chưa có nhìn mặt của tao nữa. Khi mà vừa nghe ông ngoại nói câu đó thôi, thì bạn mới thấy tự nhiên dì ba đi trước mặt của bạn, đi tới chỗ của ông ngoại, rồi hai người mới ôm chầm lấy nhau, khóc quá trời khóc luôn. Lúc đó thì ông ngoại mới nói với bạn, ông ngoại đã mãn nguyện rồi đó, bây giờ là tao đi được rồi. Nghe nói xong thì bạn nhìn chầm chầm vô ông ngoại vậy nè. Bạn thấy cái hồn của ông ngoại ha, từ từ đi lại cho cái xác, rồi nằm xuống nhập vào cái xác luôn. Sau khi mà thấy xong cảnh tượng đó thì cũng đúng lúc bạn tỉnh dậy, bạn thức giấc rồi đó. Cũng y chang như những lần trước, bạn thức giấc xong là cơ thể của bạn rất là mệt, đổ mồ hôi như tắm vậy đó. Kể từ lần đó là bạn cũng không thấy ông ngoại hiện về luôn. Và đó là chúng ta đã hết một cái câu chuyện khá là thấy thương về vong hồn của ông bà nội. Chỉ vì quá thương cháu của mình mà cứ liên tục về để mà muốn cháu của mình đi theo mình thôi. Bật mí luôn với mọi người là bạn này vẫn còn hai câu chuyện nữa. Trong đó có một cái câu chuyện kể về những cái giấc mơ khá là ghê gớm ở trong ký túc xá của bạn khi mà bạn đi học ở trên Cần Thơ á. Và cái câu chuyện đó Duy sẽ kể ở cái tập tiếp theo nha mọi người. Còn bây giờ thì câu chuyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem. Còn các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Các bạn có thể bình luận ở bên dưới cho mọi người cùng biết với nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng chờ đợi cái phần tiếp theo của câu chuyện này nha mọi người.